Không, 34 sao á, ông thấy có ăn nè, nó trắng hới luôn. Thầy bắt đầu ăn nè. Vô. Nó trắng hới. Anh nghĩ. Ê, 2, 3, chúc mừng năm mới, vô. Dí cắn cái đầu ra nữa. Nói nghe nè. Ông ý nói gọn 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 lại đi. Lại nữa hả? Mẹ sống quá giờ. Sống ra kim. Này sống nè ông nội. Không có thủ phong. Không, 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 nhưng mà em có câu này nè, trên đời em có một cái hạnh nhất trên đời luôn, trăng trên trời tao muốn ăn cái nước làm gì quá dữ ai bị cút cút trên trời nước em bọn tới thật gồm gồm xuống này quá là anh ta muốn cái gì anh ta sẽ anh em rồi đi về đây vợ đã từng ăn xong quá cảm 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 bưng xuống bớt tức quá trời luôn rồi còn ai ăn nữa chưa ăn tí nữa đi có chắc đã đúng không rồi chọn sơ sơ lại đi cái này ngủ ngắt thì cũng chơi hơi khó à không là mình nên ăn nha ăn là dính tiền á ngon lắm xin ăn vàng nha sếp không tin tao bỏ lại rồi mấy ăn bữa khác đi rồi để ăn cho cái này chuột hay gì chuột á mấy ngày tới được dài má cái má nhảy ra đang ngậm rồi nhả không nhả cái gì đó có dám ăn uống gì hết bị chín rồi á cái gì nha ai mà mập là con cũng đẹp đó. Bây giờ mình chơi hồi nãy là con của anh ba đó hả nè, hút bà bao đưa em về. Có liền. Nó lại con nhỏ đó lại con thứ ra đi rồi. Nhưng mà đồng nào nó cũng chơi cho mẹ mà nó cũng khách rồi. Qua em ăn đúng không? Gì? Gì quá? Đúng không? Ừ. Ê. Em ăn. Quá sư quá sư nhóm mình đi đủ còn ai ăn nữa không còn ăn nữa ăn nhanh đi quay xíu đi để bớt bớt lại đi rồi thả này để vô giữa mẹ để có một bên mấy ông đó bóc hoài luôn ở bên này bóc cũng tới cắn bên đây ăn không được gì hả món gì nó vui quá trời vui nó tôm khô á tôm khô lột mà chưa đập á con này ăn mấy sạch tại sao biết